Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phá Án TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Thượng tá Đoàn Văn Đảng, đội trưởng đội cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp công an quận Kiến An cho biết, chuyện xảy ra vào sáng 24 tháng 1 khi Tòa án Nhân dân quận Kiến An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm và mua bán trái phép chất ma túy đối với 4 bị cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1986, ở thôn Nhất, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam. Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, khi lực lượng bảo vệ phiên tòa đang dẫn giải các bị cáo từ phòng xét xử xuống phòng lưu giữ bị cáo để nghị án, thì bất ngờ có một thanh niên từ bên ngoài chạy vào tòa án, tay bế một cháu bé khoảng 8 tháng tuổi, đặt vào tay bị cáo Hương rồi bỏ chạy. Lực lượng hỗ trợ tư pháp công an quận đã tổ chức truy đuổi nhưng không bắt được người thanh niên trên. Sau khi sự việc xảy ra, công an quận đã lập biên bản và ghi lời khai ban đầu của các bị cáo trong vụ án, sau đó dẫn giải bị cáo Hương và đưa cháu bé về trụ sở công an quận để tiếp tục giải quyết. Theo bị cáo Hương, người thanh niên trên là Cao Đức Tú, sinh năm 1987, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, là chồng không hôn thú của Hương. Cháu bé trên tên Phong, được 8 tháng tuổi, là con đẻ của Hương và Tú. Công an quận Kiến An đã tìm cách liên lạc với Cao Đức Tú để trả lại đứa trẻ, nhưng Tú không có mặt tại địa phương. Bố mẹ của Cao Đức Tú đều đã chết, còn bản thân Tú không có công việc ổn định, sống lang thang. Và ngay bản thân Hương cũng không biết người chồng hờ của mình đang ở đâu. Hương là người lười lao động, thường xuyên giặt nhà, sống lang thang. Thời gian gần đây, Hương giặt về Hải Phòng, thuê nhà ở đường Dương Đình Nghệ, Vĩnh Niệm, Lê Chân để mưu sinh. Không nghề nghiệp, Hương quen rồi sống như vợ chồng với Tú. Cùng cảnh mèo mả gà đồng gặp nhau, không nghề nghiệp ổn định nên Hương đánh liều buôn bán hàng quốc cấm. Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Hương bị công an quận Kiến An bắt quả tang về hành vi môi giới mại dâm và mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Kiến An. Do đang mang thai nên ngày 3 tháng 4 năm 2013, Hương được cơ quan tiến hành tố tụng quận Kiến An áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn. Ngày 24 tháng 5 năm 2013, Hương sinh bé trai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Duy Tiên, Hà Nam. Không nghề nghiệp, lại nuôi con nhỏ, một lần nữa Hương lại nhúng chàm. Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Hương bị công an huyện Gia Lâm bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, bị tạm giam tại trại giam số 1 Công an Hà Nội. Ngày 24 tháng 1, Hương bị trích xuất về Hải Phòng để phục vụ xét xử vụ án trước tòa. Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt bị cáo Hương 8 năm tù cho hai tội danh mua bán trái phép chất ma túy và môi giới mại dâm. Tại Công an quận Kiến An, Hương cho biết khi sinh đứa con trai ngoài giá thú được 4 tháng tuổi, qua người quen giới thiệu, Hương đã gửi con cho bà Phạm Thị Kim Dung, sinh năm 1969, ở khu 1 Vĩnh Niệm, Lê Chân, trông nuôi với giá thỏa thuận 3,5 triệu đồng một tháng. Theo bà Dung, thì cháu bé được bà chăm sóc, nuôi dưỡng và ăn ngủ tại nhà. Ngày chưa bị bắt, Hương làm ăn ở đâu bà cũng không rõ. Vài ngày, Hương lại đến nhà bà Dung thăm con chốc lát rồi lại đi ngay. Cháu bé đã được bà Dung nuôi dưỡng 4 tháng, nhưng Hương mới thanh toán tiền cho bà được 2 tháng. Biết hoàn cảnh của Hương hết sức khó khăn nên bà vẫn chăm sóc cháu Phong như con cháu trong nhà. Bà Dung được Hương giới thiệu, Cao Đức Tú là bố cháu bé nên thỉnh thoảng Tú cũng đến nhà bà thăm con. Sáng ngày 24 tháng 1, Tú đến nhà bà Dung nói chuyện về việc Hương bị bắt và bị Tòa án Nhân dân quận Kiến An xét xử. Tú xin phép được đón cháu bé sang tòa để gặp mẹ rồi sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, Tú đã không mang cháu Phong trả lại cho bà Dung như đã hẹn. Từ kết quả điều tra, Công an quận Kiến An đã xác định đứa trẻ bị bỏ lại tại phiên tòa chính là con ruột của bị cáo Hương. Theo nguyện vọng của bị cáo Hương, muốn gửi con cho bố mẹ đẻ chăm sóc, nên đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Công an quận đã đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Bạch Thượng để làm thủ tục giao lại cho ông Nguyễn Văn Động và bà Nguyễn Thị Liên, bố mẹ đẻ của Hương. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Động và bà Liên trình bày do sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn nên không đủ sức nuôi đứa trẻ. Hiện nay, hai vợ chồng ông Động đang nuôi cháu gái 7 tuổi, cũng là đứa con ngoài giá thú của Hương. Trước hoàn cảnh một đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi, mẹ cháu bé đang phải di lý về trại giam số 1 Công an Hà Nội, nên lãnh đạo quận Kiến An đã quyết định đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc nuôi dưỡng rồi tìm hướng giải quyết. Đại tá Nguyễn Đức Đáng, trưởng Công an quận Kiến An cho biết, sau khi xảy ra vụ việc hy hữu trên, lãnh đạo Công an quận đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Kiến An xin lưu ý chỉ đạo. Ủy ban nhân dân quận đã có công văn đến Sở Lao động Thương binh Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Làng trẻ em SOS thành phố để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, Làng trẻ SOS cho biết không có căn cứ để tiếp nhận cháu bé. Giải pháp tình thế, Hội Phụ nữ, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Mặt trận, đoàn thể quận Kiến An đã cùng vào cuộc để chăm sóc đứa trẻ. Trong đó, Hội Phụ nữ Công an quận được giao trách nhiệm chăm sóc, Công an quận bảo vệ an toàn cho cháu bé. Do cháu bé chưa có giấy khai sinh nên cơ quan công an đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký khai sinh mang tên Nguyễn Đức Phong theo nguyện vọng của bị cáo Hường. Nhìn đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2014, các cán bộ cảnh sát Công an quận Kiến An hết sức thương cảm. Do cháu bé có biểu hiện viêm phổi, thở khò khè và thiếu canxi, nên Công an quận đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế quận để kiểm tra sức khỏe và điều trị viêm phổi, đồng thời bổ sung canxi. Hội Phụ nữ đã vận động cán bộ cảnh sát ủng hộ 3 triệu đồng mua sắm quần áo ấm và sữa, thực phẩm để nuôi cháu bé. Do được chăm sóc chú đáo, cẩn thận, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nên sức khỏe cháu bé đã ổn định, trọng lượng 13 kg, tăng 2 kg so với ngày bị bỏ rơi tại tòa án. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán gió lạnh, cháu bé đã được đùm bọc thương yêu và sưởi ấm bằng hơi ấm tình người. Mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn và gia đình, nhưng chị em phụ nữ Công an quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an với một trái tim nhân hậu và tình thương yêu đồng loại, chăm sóc tận tâm cháu bé. Cũng trong những ngày này, Công an quận Kiến An có lịch phân công công tác đặc biệt cho chị em phụ nữ, đó là lịch trông trẻ với 7 ca trực một ngày. Mọi người ai cũng lo lắng, thương cảm trước hoàn cảnh éo le của cháu bé, tương lai sẽ đi về đâu, bởi ngày về của người mẹ tội lỗi ấy vẫn còn quá xa vời. Trước khi bị Công an huyện Gia Lâm bắt giữ, Nguyễn Thị Hương đã có thai lần thứ 3. Việc giải quyết cho bị cáo Hương tiếp nhận nuôi dưỡng cháu Phong cần có sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội. Hiện Công an huyện Gia Lâm, trại giam số 1 Công an Hà Nội đang làm thủ tục để báo cáo tiếp nhận cháu bé về trại giam số 1, nơi giam giữ bị cáo Hương để nuôi dưỡng. Cảm kích trước tấm lòng hảo tâm và tinh thần trách nhiệm hết mình chăm sóc cháu bé trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc của cán bộ cảnh sát Công an quận Kiến An. Được nhìn tấm hình của núm ruột bé bỏng của mình mà lãnh đạo Công an quận Kiến An đã chuyển đến trại giam số 1, bị cáo Nguyễn Thị Hương vô cùng xúc động. Bị cáo đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, tập thể cán bộ cảnh sát Công an quận Kiến An đã cưu mang đứa con tội nghiệp ấy. Hương nói rằng chị ta vô cùng ân hận về những lỗi lầm đã qua và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với xã hội, tìm kiếm công việc ổn định để chăm sóc và nuôi dạy các con khôn lớn nên người. Nhiều năm trước, nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh, khi ấy 39 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng bị kết án tử vì tội buôn bán 20 bánh heroin. Trong lúc chờ thi hành án bỗng dưng được phát hiện có thai. Câu chuyện lập tức gây rúng động dư luận cả nước và làm đau đầu hệ thống tư pháp, bởi lịch sử chưa từng ghi nhận tiền lệ. Hơn một năm tích cực điều tra với sự vào cuộc của các cơ quan cấp bộ, vụ án đã được đưa ra xét xử. Cùng thời điểm đó, từ ngục tối, Oanh đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm, đặt bằng cái tên ghép giữa thị và người tình. Vì có đứa bé, nữ tử tù nghiễm nhiên được giảm xuống án chung thân. Còn hai cán bộ quản giáo trại giam Công an tỉnh Hòa Bình là Đại úy Nguyễn Thuyên và Chiến sĩ Bùi Văn Quyết bị xử tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra làm rõ, tại thời điểm xảy ra sự việc, Nguyễn Trường Thiên sinh năm 1966, trú tại Đồng Nai, là đối tượng sắp mãn hạn tù và đang được ra ngoài làm vệ sinh tự giác dưới sự giúp đỡ của hai cán bộ kể trên. Đã 5 lần vào phòng biệt giam quan hệ tình dục với Oanh. Oanh cũng khai việc có thai hoàn toàn nằm trong tính toán cốt để thoát án tử. Để thực hiện kế hoạch, nữ quái đã nhờ em gái đến tận nhà riêng của Thuyên và Quyết biếu xén nhiều vật phẩm giá trị, hòng thuyết phục mua chuộc. Chúng rủ rỉ với hai cán bộ rằng tình yêu giữa Oanh và Thiên là thật, nên chúng tha thiết được yêu nhau dù chỉ một lần. Trước khi một trong hai phải ra pháp trường, sau 5 lần yêu nhau trước sự ngó lơ của hai cán bộ, chuyện gì đến cũng đến. Oanh có thai thì lập tức đòi thuê luật sư gỡ tội cho mình, và cuối cùng cũng được toại nguyện. Chỉ còn Thuyên và Quyết là tột cùng ê chề và cay đắng. Họ quay lại đúng nơi đã ra đi, nhưng không phải để làm việc, để hiên ngang đi lại, mà để chấp nhận kiếp phạm nhân. Hiện tại cả Thuyên và Quyết đều đã ra tù, trở lại cuộc sống của một công dân lương thiện sau những tháng ngày chấp hành tốt án phạt. Tuy nhiên những gì phải trả giá là chẳng thể bù đắp được. Ở thời điểm xảy ra sự cố, bố nguyên cán bộ Nguyễn Thuyên vì quá đau buồn mà lên cơn sốc rồi động kinh. Mẹ anh lúc đang đi đường cũng vì quá ưu phiền mà ngã gãy chân. Còn cô vợ giáo viên nhạc họa phải lách thách mang con về Hà Nội, dạy thuê kiếm tiền nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ già đau ốm. Còn Bùi Văn Quyết, lúc ấy mới 22 tuổi, vừa vào nghề được hơn 2 năm thì ngã ngựa. Anh là con trai cả trong một gia đình thuần nông, dưới Quyết còn 3 đứa em thơ dại. Quyết là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của dòng họ. Khi anh bị bắt, những tưởng đã mất hết tất cả. Nhưng người yêu Quyết là một cô gái mường, ngoan hiền và nết na, vẫn một mực thủy chung. Quyết được cho tại ngoại trong quá trình sắp đưa vụ án ra xét xử. Người yêu anh tình nguyện bước lên xe hoa bằng một đám cưới giản dị và tình yêu mãnh liệt. Tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ diễn ra chính tại căn buồng hạnh phúc của trại giam. Nói về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con phạm nhân Nguyễn Thị Oanh, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, trong lần trao đổi với phóng viên báo Lao động mới đây, cho hay sau khi được giảm án xuống chung thân, mẹ con Oanh được chuyển về trại giam Xuân Nguyên, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Oanh cải tạo tốt, luôn tỏ ra ăn năn hối lỗi vì những toan tính của mình đã trực tiếp ảnh hưởng đến người khác. Còn cháu bé cũng rất ngoan, được học tập đầy đủ ở ngôi trường nằm trong khuôn viên trại. Oanh cũng tỏ ra là một người mẹ tốt, luôn quấn quýt bên cháu bé. Nếu gia đình phạm nhân này có nguyện vọng đưa cháu bé về quê thì chúng tôi sẽ xem xét, Trung tướng Bằng nói. Được biết, ngoài đứa bé hoài thai trong phòng biệt giam, trước đó nữ tử tù này còn có 3 đứa con khác với chồng và đều là con trai. Chồng Oanh cũng là một đối tượng liên quan đến án ma túy, đã thụ án xong. Những đứa con của chị vẫn theo người nhà từ Thái Nguyên đến trại thăm nuôi mẹ theo định kỳ. Còn Nguyễn Trường Thiên, người tình cùng trại giam tỉnh Hòa Bình đã quan hệ giúp Oanh, hiện đã mãn hạn tù. Theo thông tin được biết, anh vẫn lặn lội vượt quãng đường gần 2.000 cây số từ Đồng Nai ra Hải Phòng thăm vợ. Điều anh vẫn ân hận bởi thương hai cán bộ quản giáo đã vì mình mà vướng vào vòng lao lý chịu án tù. Đến nay, Oanh luôn chấp hành tốt mọi nội quy quy định trong trại và mong muốn khắc phục lỗi lầm. Tỏ rõ lòng hối hận và biết ơn, Oanh đã viết lá thư xin lỗi bố mẹ cán bộ Nguyễn Thuyên, người đã giúp cô ta có cơ hội được sống thêm lần nữa. Tiếc rằng lá thư đã không đến được tay người nhận vì không có địa chỉ, mặc dù cán bộ giáo dục trại giam Xuân Nguyên đã liên hệ với trại giam Công an tỉnh Hòa Bình nhờ giúp đỡ. Kính gửi ông bà đã sinh ra cán bộ Nguyễn Thuyên. Kính thưa ông bà, cháu là người hoàn toàn xa lạ, không thân, không quen, không máu mủ ruột già với gia đình ông bà. Cháu là người phụ nữ mang rất nhiều tội lỗi, đã từng mang trọng án tử hình. Nếu bình thường không có gì thay đổi thì cháu phải trả án vào khoảng tháng 9 năm 2006 rồi. Vậy mà đã hơn chục năm qua kể từ khi vận mệnh thay đổi, cái vận mệnh đã đưa cháu từ cõi chết trở về. Bởi vậy mà cháu mới có ngày hôm nay, được sinh ra một lần nữa, nhưng làm người thật không đơn giản. Đó là cả một bi kịch đối với cuộc đời cháu và cũng là thảm họa đối với gia đình ông bà. Những năm qua, cháu vẫn sống nhưng không phải là cháu nữa. Sự đau đớn xót xa, ân hận và day dứt cứ âm thầm tra tấn tâm hồn cháu. Mỗi ngày mỗi giờ không sao vơi bớt được. Món nợ ân tình quá nặng nề so với sức chịu đựng của cháu. Sống trên nỗi đau và sự mất mát của người đã từng cứu mình, cháu vô cùng khổ tâm. Sự tồn tại của cháu ngày hôm nay đây đã gây nên rất nhiều phiền phức và còn làm liên lụy tới rất nhiều người, trong đó cán bộ Nguyễn Thuyên, con trai ông bà, là người bị tổn thương lớn nhất vì cháu mà đã mất đi công danh sự nghiệp và tất cả. Kính thưa ông bà, cháu năm nay đã hơn 50 tuổi, đã là mẹ của 4 đứa con nên cháu rất hiểu tấm lòng của ông bà. Đối với bố mẹ, con cái là báu vật vô giá, là tất cả những gì mình có. Cháu cũng như ông bà đã đặt niềm tin và kỳ vọng vào con tất cả. Chính vì thế nên cháu rất hiểu nỗi đau của ông bà khi con mình mất đi công danh sự nghiệp và tất cả như vậy. Ông bà đã nuôi dạy con nên người thành tài như vậy, Cũng ví như trồng cây đến ngày hái trái, và cũng chính cháu là người đã cướp đi thành quả của cả đời ông bà đã vun đắp nuôi dưỡng. Cháu biết sự đau thương mất mát quá lớn này sẽ không bao giờ lành lại được. Chẳng có loại thuốc nào có thể chữa lành vết thương cháu đã gây ra cho ông bà. Cháu hy vọng thời gian sẽ là phương thuốc có giá trị đích thực, xóa dịu bớt được phần nào những đau đớn trong lòng ông bà. Lá thư này cháu đã muốn viết từ rất lâu rồi, nhưng cháu sợ và rất sợ vì thực lòng. Cháu không biết sẽ phải mở lời như thế nào cho phải phép. Hôm nay nhân dịp Tổng cục Trại giam phát động phong trào viết thư về cho người mình cảm thấy có lỗi, được sự cho phép của ban giám thị, cháu mạnh dạn viết lá thư này xin gửi tới ông bà cùng toàn thể gia đình. Cho phép cháu được nói lời mà hơn chục năm qua cháu vẫn thường trăn trở nhưng chưa có cơ hội. Cháu muốn nói với ông bà, đặc biệt là vợ con cùng cán bộ Thuyên rằng cháu thật lòng xin lỗi và cảm ơn rất nhiều. Cháu không dám hy vọng vào sự tha thứ của ông bà cùng gia đình. Cháu chỉ mong ông bà bớt giận và cởi mở tấm lòng, dành thật nhiều tình yêu thương cho cán bộ Thuyên, giúp cán bộ Thuyên tạo dựng sự nghiệp mới. Mọi điều may mắn và tốt đẹp sẽ sớm đến với gia đình ông bà. Cháu cảm ơn ông bà đã sinh ra một con người có tấm lòng từ bi như vậy. Còn cháu, kể từ khi chuyển xuống trại giam Xuân Nguyên ngày 15 tháng 3 năm 2007 đến ngày 25 tháng 3 năm 2007, cháu đã hạ sinh con trai tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Ban giám thị cũng như cán bộ trại cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi và rất quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của hai mẹ con cháu. Trong 3 năm, hai mẹ con cháu ở cùng nhau, được gia đình cháu quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Bố cháu bé cũng đã ra thăm con cháu được mấy lần. Cháu nhận được rất nhiều tình thương, nhưng trong lòng cháu vẫn rất buồn. Sống gượng gạo với cuộc đời, sự bẽ bàng, tủi nhục, phê chè làm cho cháu vô cùng mặc cảm. Cháu luôn khép mình và né tránh tất cả. Cháu không muốn gần gũi ai vì sợ lại bị hiểu lầm, sợ mình lại vô tình làm tổn thương họ. Cháu thực sự thấm thía mỗi khi nhớ tới 14 điều răn dạy của Phật, trong đó có nói tới món nợ lớn nhất của đời người mà cháu phạm phải. Tòa án lương tâm liên tục lên án làm cháu day dứt vô cùng. Đã nhiều lần cháu nghĩ tới cái chết và chỉ muốn chết. Chỗ cháu cải tạo có một cái giếng rất sâu và nhiều nước. Đã vài lần cháu nghĩ đến nó và cháu nghĩ đó là sự giải thoát. Nhưng rồi cháu đã dừng lại và cháu nghĩ, chẳng lẽ mình chỉ làm được có thế thôi sao? Nếu như cái chết của cháu có đem lại cho cán bộ Thuyên điều gì tốt đẹp, hoặc ít ra cũng lấy lại được những gì đã mất, thì cháu sẵn sàng đánh đổi. Và cháu lại nghĩ đến các con của mình, chúng sẽ sống ra sao khi mất mẹ. Đã có lần con trai lớn của cháu xuống thăm và nói với cháu rằng chỉ cần có mẹ, chỉ cần nghĩ tới có mẹ, con sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và sống thật tốt. Nếu mất mẹ, con chẳng thiết tha gì. Thế là cháu đành từ bỏ những ý nghĩ tiêu cực đó. Chết chỉ là thể hiện sự kém cỏi và ích kỷ, sự chạy trốn hèn nhát mà thôi, chẳng đem lại điều gì tốt đẹp mà còn phụ công của gia đình. Người thân của các con và cán bộ Thuyên đã phải trả giá quá đắt cho sự sống của mình. Cháu phải sống và cố gắng cải tạo để có ngày trở về đến tạ tội với ông bà và cả gia đình, mong muốn được sự lượng thứ. Nhưng sống thì chỉ là gánh nặng cho tất cả. Với cái án chung thân biết bao giờ mới có ngày trở lại, nhưng cháu sẽ cố gắng. Cuối thư, cháu xin kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông bà và gia đình. Qua đây cháu xin được gửi lời chúc vợ chồng cán bộ Thuyên hạnh phúc và thành đạt, vạn sự như ý. Một lần nữa cho cháu được ngàn vạn lần xin lỗi ông bà. Cháu chân thành cảm ơn. Sự tha thứ của ông bà sẽ là nguồn động lực rất lớn lao cho phần đời còn lại của cháu. Cháu vô cùng biết ơn và một lần nữa xin ông bà lượng thứ. Để thoát án tử hình, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ đã tìm cách liên lạc với một phạm nhân nam cùng trại xin tinh trùng, tự bơm vào người mình để thụ thai, sau đó đã sinh một bé trai. Các cơ quan tố tụng đã có kết quả xét nghiệm ADN con trai của tử tù Nguyễn Thị Huệ, trú tại Lạng Sơn, mang án tử hình về tội mua bán ma túy trái phép, hiện bị giam tại trại giam Công an Quảng Ninh để xác định người cho tinh trùng giúp Huệ có thai. Từ kết quả xét nghiệm ADN và kết quả xác minh, lấy lời khai của những người liên quan, các cơ quan tố tụng xác định người bán tinh trùng cho Huệ là Nguyễn Tuấn Hưng, 27 tuổi, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm Hưng bán tinh trùng là lúc đang chấp hành án tù 30 tháng về tội trộm cắp tài sản. Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Huệ mang thai 4 đến 5 tháng tuổi là đầu tháng 1 năm 2016. Ngày 4 tháng 5, Huệ đã sinh một bé trai. Theo kết quả điều tra từ Viện Kiểm sát Nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình bị giam giữ, Huệ đã sử dụng những dấu hiệu riêng liên lạc với Hưng và nhờ người này cho tinh trùng để mang thai nhằm thoát án tử hình. Nếu việc này thành công, Huệ sẽ trả công cho Hưng với giá 50 triệu đồng. Tháng 8 năm 2015, Hưng đã 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi ni lông, kèm bơm tiêm và để vào nơi Huệ bố trí. Lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Huệ đã lấy tinh trùng và tự bơm vào tử cung của mình. Về nguyên nhân để cho một nữ tử tù theo quy định phải giam trong phòng biệt giam, nhưng vẫn có thể liên lạc được với phạm nhân nam, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thực tế Huệ không được giam trong khu biệt giam khi vụ việc xảy ra. Thời điểm xảy ra vụ việc, Huệ được giam giữ trong phòng dành cho các bị án bị kỷ luật tại khu nhà C5 của trại tạm giam. Khu giam giữ này không có camera giám sát thường xuyên. Trước cửa buồng giam không có tường chắn và không có tường bao quanh. Trong lúc ra ngoài đi vệ sinh, Huệ đã tìm thấy một khe hở khoảng 1 cm giữa hàng rào dây thép gai với bờ tường khu giam giữ, nên đã nảy ra ý định nhờ phạm nhân nam cho tinh trùng vào túi ni lông và giấu tại đó. Ngày 5 tháng 2 năm 2005, Hương bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Một ngày sau, Hương được đưa vào trại và bị giam tại khu tạm giam. Những bị can có mức án đến chung thân tử hình. Gần 1 năm sau, Hương được chuyển đến khu khác thì phát hiện có thai. Lý giải nguyên nhân bị can Hương có thai, có thông tin cho rằng trong thời gian bị can bị tạm giam, bên buồng giám sát vách có Nguyễn Hoàng Thanh đang thi hành án 22 năm tù. Thanh đã dùng ống thuốc cortisan chứa tinh trùng của mình đưa cho Hương qua lỗ thông gió của 2 buồng giam. Nhận mẫu hàng, Hương tự thụ tinh. Kết quả cháu bé 3,3 kg ra đời tại bệnh viện Trương Vương. Một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hương bị bắt về hành vi mua bán hơn 2 bánh heroin. Dù chưa xét xử nhưng với lượng ma túy như vậy, có thể Hương dự đoán mình sẽ bị kết án tử hình. Theo Bộ luật hình sự, với định lượng heroin mua bán cỡ đó, nhiều khả năng sẽ bị kết án tử. Từ đó có khả năng Hương tìm cách mang thai để thoát tội chết. Lợi dụng những quy định nhân đạo của pháp luật, những kẽ hở cho công tác giam giữ, nhiều nữ tử tù đã tìm mọi cách để thoát được án tử. Và có thai là kế sách mà nhiều nữ tử tù sử dụng và thoát chết thành công. Theo quy định của Bộ luật hình sự, không áp dụng mức án tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Người phải thi hành án tù cũng được hoãn thi hành nếu thuộc diện này. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phá Án TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.